Đây là luống thử nghiệm đối chứng. Thử nghiệm đối chứng không có xịt thuốc mà tưới nước bình thường. Số cây, chết cây, thối lá. Kiểm tra đánh giá sau 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai. Quay video để lưu tư liệu. Cây không trồng đều, nhiều chỗ bị chết và đang trồng dặm. Thối nhũng vẫn có, ví dụ như khu này bị thối ở trên, thối xuống bên đây là thối ở dưới, thối lên. Lô đối chứng vẫn bị bệnh. Đây là một cây nữa, hầu như là những cái cây lớn, cây mẹ là bị bệnh nặng. Thối ở giữa, trên ngọn thối xuống. Còn cây này là thối ở dưới gốc, thối lên. 1 phần 3 luống là có 4 cây bị bệnh rồi. Mật độ cây con lên rất là dày luôn. Chiều tưới giờ này mà tưới nắng bay hơi hết sao? Luôn đối chứng. Cây con lên rất là dày.